Hôm nay mình sẽ chạy chiếc quay cua để mà lên Ion Mall mua một thứ rất là rẻ nha mọi người. Rồi, lên ga. Vô số. Ngay đây mình sẽ đi vào cổng B để mà vào bãi giữ xe của xe máy. Mình dừng lại ngay đi chủ cái bãi cá sấu bá. Có cái bánh là 7.800 là rẻ nhất này. Mua hai cái bánh mà chỉ là 15.600 nha mọi người. Đó, có cái bi này rất là đẹp này.